Hello, xin chào anh chị em nhà đầu tư. Thì mình là Tân đây. Thì hôm nay thì quay trở lại với chuyên mục review thị trường chứng khoán Việt Nam phiên ngày 4 tháng 4 2022. Thì hôm nay mình review hơi muộn so với mọi hôm, tại vì mình cũng đang chờ đợi những cái thông tin từ vụ Tân Hoàng Minh. Thực ra hôm nay mình đã có được những cái dự cảm là báo chí họ sẽ đưa ra những cái thông tin về cái vụ Tân Hoàng Minh đấy. Và các bạn đọc thông tin của Tân Hoàng Minh ở trên các web nhé. Chi tiết các lô trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh bị hủy bỏ do công bố thông tin sai sự thật. Thực ra đây là một trong những thông tin mà không phải ảnh hưởng trực tiếp đến ngành bất động sản đâu. Nó sẽ ảnh hưởng đến những cái ngân hàng và những cái công ty chứng khoán. Họ đứng ra họ bảo lãnh cho cái nhóm công ty của Tân Hoàng Minh phát hành lô trái phiếu như hiện tại. Đấy, thì ngân hàng mới là những cái đơn vị mà sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất. Còn bất động sản thì mình nghĩ là do cái tư duy của nhiều anh chị em nhà đầu tư ấy, thì mọi người nhìn nhận vấn đề nó thực sự là chưa có chiều sâu, nên thành ra là mọi người quy chụp là khi Tân Hoàng Minh ra những cái thông tin xấu là nó bất động sản bị ảnh hưởng. Thì cái đấy không phải nhá, thì đấy là chủ yếu là nhóm ngành ngân hàng đứng ra để bảo lãnh cái phần trái phiếu chuyển đổi ấy, thì nó sẽ là rủi ro cho nhóm ngân hàng thôi, đặc biệt là ngân hàng SHB đấy, ngân hàng đứng ra là làm cái lô trái phiếu chuyển đổi này cho nhóm công ty con của Tân Hoàng Minh sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng. Ok, thì trước tiên mình sẽ điểm qua diễn biến của thị trường. Thị trường thì trong giai đoạn này nó vẫn đang ở trong một xu hướng upside như mình đã dự đoán từ trước, với thanh khoản đã tăng dần phiên ngày hôm tuần trước. Đấy, thì phiên thanh khoản tăng cộng với lại vol tăng rất là uy tín. Hôm nay thậm chí đầu phiên là bay gap đến 12 điểm. Tuy nhiên thì thị trường mình nghĩ là ngày mai nó sẽ vì những cái tin xấu của Tân Hoàng Minh ấy, thì nhóm bank sẽ có những cái nhịp điều chỉnh làm cho thị trường nó sẽ quay về lấp gap để cái vùng 1.500, sau đó sẽ rút chân và đi lên lại cái vùng 1.524 đến 1.530, tức là vùng đỉnh cũ, vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại ấy, và tích lũy vài phiên trước khi mà có động lực đi lên tiếp. Giai đoạn này thì bởi vì sáng nay bay lấp gáp, chính vì thế mà cái động lực cho những cái nhóm ngành ngân hàng nó không được quá nhiều ấy. Đấy, gần như là tất cả các chỉ số ngân hàng tăng xong để là bị đạp về để lấp gáp hết. Đấy, hay những cổ phiếu đầu ngành như VBank tăng bay gáp đầu phiên này, sau đó thì cũng phải quay về lấp gáp hết. Thế khả năng ngày mai thì thị trường sẽ kéo đỏ đầu phiên nhé. Thì mọi người lưu ý là đầu phiên thì khi mà thị trường trình đỏ chính là cơ hội để mọi người mua mới. Còn khi mà thị trường nó xanh ấy, thì không phải lúc mọi người mua FOMO đâu. Đấy, hôm nay rất nhiều anh chị mà cứ bay gap xong là mua FOMO là mình thấy là nó cũng rất là rủi ro. Đấy, chính vì thế thì mình cũng đã hôm nay thì khi mà tin tức ra đủ cả thì mình mới làm review để làm sao cho sát nhất với tình hình của thị trường, giúp cho anh chị em cũng có phần yên tâm. Đấy, nhóm bất động sản thực ra là mai thì sẽ có điều chỉnh, nhưng mà điều chỉnh theo tâm lý của đám đông thôi. Đấy, mình nghĩ là nó sẽ không đạp sâu được nữa, tại vì đạp sâu thì đã đạp ở cái vụ công chứng Quan Quyết rồi. Đấy, thì mọi người theo dõi này, đấy, đạp sâu thì nó đã đạp dụng hết nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi, và nó vùng về cái vùng kháng cự khá là cứng đấy, về vùng kháng cự khá cứng và nó có hồi phục. Sau đó thì những cái phiên bán của nó thì gần như là con bán rất là nhỏ thôi, thì thực chứng tỏ là nhỏ lẻ và người lướt T cộng này tại đã không còn nhiều đấy, là chỉ còn tay to thôi. Đấy, những cổ phiếu mà nó lít ngành như kiểu LDG hay là DG thì nó đã phản ánh những câu chuyện như vậy rồi, thì mọi người cứ yên tâm nắm giữ. Hôm nay thì một cổ phiếu nhóm ngành bất động sản đấy, trong rổ VN30 thì lại có một cái xu hướng tăng ngược lại so với những cổ phiếu kia. Đấy, Novaland tăng rất là uy tín. Bên cạnh đó, một cổ phiếu khác là thuộc nhóm VN30 là Khang Điền, cũng là dòng bất động sản này, thì cũng có những cái phiên sideways thôi, cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đấy, những cái công ty tốt trong ngành lĩnh vực bất động sản lại thuộc rổ VN30 nữa thì nó gần như là không bị ảnh hưởng. Thì các bạn lấy giai đoạn này thì bạn để ý những cái cổ phiếu mà nó lít ở trong nhóm VN30 ấy, thì mọi người sẽ hình dung ra là nhóm bất động sản ngày mai nó cũng sẽ không bị quá đạp sâu đâu. Chứ cổ phiếu thiên về đầu cơ ấy, thì mọi người sẽ phải cẩn trọng. Đấy. Ok chưa ạ? Hôm nay thì mình sẽ điểm qua về cái dòng tiền, nhất là khối nhà đầu tư nước ngoài họ đang khá là cân bằng giữa việc mua và bán. Tức là cái việc mà bán dòng nó chỉ khoảng 2,32 tỷ để vẫn tiếp tục bán cổ phiếu Hòa Phát này, Nam Long này, Nam Long lọ gom hôm nay lại bán này, Lô Ba Len cũng bán, chắc là do những cái vụ thông tin liên quan đến vụ Tân Hoàng Minh ấy.
thì làm cho họ bán ra rất nhiều. Tuy nhiên thì họ lại bắt đầu gom lại nhóm ngành chứng khoán SRI được mua rất là mãnh liệt. Đấy. Nhóm ngành banh lại được mua này, một số các cổ phiếu khác như HDG đấy, cũng được mua khá uy tín. Bất động sản khu công nghiệp hôm nay cũng được gom vào nhé. Đấy thì các bạn có thể là thấy là đâu đó thì vẫn có những nhóm ngành nó vẫn là hấp dẫn. LHG, bất động sản khu công nghiệp cũng tăng rất là mạnh trong phiên ngày hôm nay. Đấy, nhóm ngành phân bón thì hiện tại đang ở trong xu hướng gãy chen rồi, nó sẽ có điều chỉnh ấy, thì như mình thông báo đấy, các bạn có thể quan sát. VSC đợt này đang mở rộng kinh doanh và nó mới thâu tóm xong cái khu vực cụm cảng Quảng Bình, Đình Vũ đấy, thì là một trong những cái động lực rất là tốt của con QBF. Thì cái vua hôm nay bị bán ra đấy, tuy nhiên thì cũng không quá mạnh đâu, các bạn cứ yên tâm nắm giữ thôi. Còn khối nhà đầu tư tự doanh ấy, thì họ bán rất mạnh ở cổ phiếu VPBank vẫn đang gom DGC, mặc dù DGC bị khối nhà đầu tư cá nhân họ chốt lời rất là mạnh đấy, tuy nhiên thì nó cũng không làm ảnh hưởng đến cái việc mà khối nhà đầu tư nước ngoài và tự doanh vẫn gom vào đấy để đồng hành cùng doanh nghiệp. Lex cũng đang được có chiều mua nhé. Đấy, mình thấy là đoạn này tự cả BSR nữa, đấy, những cổ phiếu bất động sản của công nghiệp giai đoạn này cũng khá khỏe. DBR nữa, đấy, những cổ phiếu mà mình đã đưa ra khuyến nghị trong những cái phiên review của mình. Gần như là những cổ phiếu này cũng đang tích nền khá tốt. Đấy, Phú Tài. Các bạn theo dõi những cái kênh review của mình từ tháng 3 ấy, thì những cổ phiếu mà tăng mạnh thì đều đã có trong giỏ của mình hết rồi nhé. Đấy, các bạn cứ follow mình thì mình năm nay sẽ đồng hành tiếp tục từng tháng, mỗi quý cũng sẽ có những cái giỏ cổ phiếu riêng, thì mọi người follow những cái cổ phiếu của mình và đong đếm xem cái độ hiệu quả, thì mình nghĩ là nó cũng là một cái giải pháp giúp cho anh chị em bớt hoang mang giữa những cái thị trường mà giai đoạn này bị thôn tính bởi rất nhiều các thông tin chi phối. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy, điểm qua đó thì cũng có những cái thông tin đấy, QBS là chuyển nhượng cảng cạn Quảng Bình Đình Vũ cho Vicoship này. VSC doanh thu dệt may TNG quý 1 tăng 38%. Dynamico mục tiêu lãi dòng 32 tỷ đồng cổ tức 5%. Đây là những thông tin. Indico phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, Hòa Phát bán 296.000 tấn HRC trong tháng 3, một con số khá là kinh khủng. Đấy, và Chadico sẽ chào bán hơn 258 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong quý 3. Đấy. SSI nhận vốn vay tín chấp 148 triệu USD là kỷ lục mới trong ngành chứng khoán. Đấy. Và tiếp tục là những cái tin tức thuận lợi cho ngành cá tra. Cang Điền lên kế hoạch lợi nhuận 2022 tăng 16%, phát hành thêm 9,6 triệu ESOP. Đấy, đều là những cái thông tin khá là tốt. Dạo này thì gần như là những nhóm ngành về cổ phiếu phân bón ấy, mình đã thấy có sự phân hóa rồi, mình sẽ nhận định chung trực tiếp ở trên đây. Thứ nhất là điểm qua nhóm ngành về phân bón, điểm qua nhóm ngành về phân bón. Những cổ phiếu đầu ngành thì các bạn sẽ để nhận định thì mình sẽ đi vào cổ phiếu đầu ngành. Mình đang thấy là giai đoạn này khá giống với giai đoạn trước. Đấy, tức là khi mà thông tin tốt tích cực cứ ra mãi, đấy, cứ ra nhưng mà cổ phiếu không lên được và rũ thì kiểu gì nó cũng phải về những cái vùng gọi là siết nền, và khả năng giai đoạn này DPM có thể về vùng 58 đến 59 ấy, thì đoạn này swing chết các bạn, hoàn toàn swing được nhé, canh về những cái vùng này này, tay to chỉ có những cái nhịp này thì tay to họ vào họ gom ở vùng giá này, thì đây là cơ sở các bạn có thể đánh một cái nhịp swing để giá khoảng 58 gom vào. Đấy, swing giống kiểu nhịp này ấy, mình cũng thấy là những cái nhịp mà nó rũ mạnh này thì chỉ có tay to họ mới dám nhảy vào để gom thôi, còn những cái cổ đông nhỏ lẻ ấy, thì không dám đâu. Đấy, vậy nên khi mà tay to họ đã ở vùng này và họ chốt lời ở vùng đỉnh này thì quay lại đây họ sẽ tiếp tục có những cái động lực để họ gom vào và đánh thêm những nhịp swing chờ báo cáo tài chính ra, thì khi mà nó về cái vùng khoảng giá
năm tám này thì là cơ hội để cho các bạn có thể là mua lại đánh swing được nhá. Còn anh chị nào kẹp hàng thì mọi người có thể canh nhịp này để trung bình giá, và nhớ là khi mọi người đã ở vùng đỉnh rồi thì những cái nhịp trung bình này thì mọi người hạn chế gọi là mua quá nhiều đấy, chờ nhịp swing chốt lời thôi đấy, thì nó sẽ có những cái nhịp mà nó về lại vùng đỉnh cũ đấy, tạo ba đỉnh rồi bắt đầu đi xuống đấy. Mô hình của cách đánh của DCM hay là dòng phân nói chung thì nó khá tương đồng nhau đấy, DCM cũng ba đỉnh và đi xuống nhé đấy. DCM hiện tại đã có hai đỉnh rồi đúng chưa, có một đỉnh nữa này đấy, cơ hội này là cơ hội có thể mai các bạn mua một nhịp cũ cuối xong là đánh lên thôi là chạy thôi đấy. Đấy, về nhóm ngành phân thì mình nghĩ là ở dần giai đoạn này đấy, thì cái động lực tăng giá của nó sẽ là khá khó, tại vì hiện tại cái giá của nó cũng đang khá cao rồi, định giá của nó cũng chỉ như vậy thôi đấy, trừ những cổ phiếu như DPM thì cái vùng định giá nó tốt hơn hẳn bởi vì cái kết quả kinh doanh của nó là cao đấy, DGC nữa đấy, những cái cổ phiếu mà nó có câu chuyện nội tại doanh nghiệp khỏe thì còn giữ được. Hôm nay thì nhóm phân bón thì như vậy, nhóm hóa chất cũng đang có xu hướng là bị gãy đấy, CFV cũng đang cho xu hướng là cũng đang giai đoạn bị gãy. Thế thì bạn cũng có thể để ý là chốt lời nhịp này trước đã, tìm cơ hội về những vùng giá khoảng như này này, năm hai này lại gom lại thì yên tâm. Đây là những cái chia sẻ của mình, thì không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ cho các bạn đâu, đây là gần như là những cái bí quyết ấy. Đấy, những vùng giá gom lại đấy, chọn những cái vùng mà khi nó rũ ấy, gần như là đây là tay to họ bắt chứ còn nhỏ lẻ sao ra mắt đúng không. Đấy, nhóm ngành hóa chất là như vậy, nhóm ngành cá tra này cũng có bị điều chỉnh này, điển hình là ASM đấy, giảm 67-81%. Tuy nhiên ASM mình tính giá là một cổ phiếu tốt giai đoạn này, nhất là cái kế hoạch lợi nhuận của họ đấy, 1.600 tỷ trong năm 2022, cũng cộng với lại việc mà cá tra đang ở trong một cái xu hướng là tăng giá khi mà Nga và Ukraine đánh nhau, thì cá Minh Thái cũng của Nga cũng xuất khẩu ra nước ngoài, vì thế thì cái vị thế của cá tra nó được tăng mạnh đấy, đấy là lúc mà những cái doanh nghiệp về thủy sản họ được hưởng lợi từ cái giá bán. VSC hôm nay có điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh không nhiều đấy, mà tiếp tục đi sideways đoạn này để mà động lực tăng tiếp thì khá khó. Nghĩ đây là đã là cái vùng đỉnh của một số các cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành thủy sản rồi đấy, nhất là VSC đầu ngành thì đã đạt vùng đỉnh rồi, thì nó sẽ cần thời gian nó tích lũy lại chờ những câu chuyện mới đấy. ALV thì cũng đang giai đoạn tích lũy, những cổ phiếu liên quan đến cá tra giai đoạn này thì chắc là đang sideways thôi, cũng chưa có động lực để tăng trưởng thì các bạn hạn chế đu bám. Cái cổ phiếu về tôm ấy thì có FMC, FMC cũng chưa tăng quá nhiều, cổ phiếu về tôm thì có vẻ như là vẫn là đang giữ một xu hướng khá tốt hơn các cổ phiếu về cá tra. MBC khá tốt. Còn điểm qua những cái nhóm ngành liên quan đến thiên thời như kiểu TV2, điện điện hôm nay TV2 mình thấy là nó vẫn ở một xu hướng khá đẹp đấy, check test lại cái vùng break cũ đấy, thì hôm nay von bán cũng không quá nhiều đâu, thì khả năng ngày mai lại quay đầu tăng lại thôi, thì bạn có thể để ý được cổ phiếu TV2 này nhé. Mai cứ canh cái giá khoảng 64 này thì có thể mở mua mới và target của nó khoảng vùng đỉnh cũ, đây cổ phiếu khá cơ bản đấy. Bên cạnh đó thì nhóm ngành về Viettel giai đoạn này cũng đang tăng trưởng rất tốt, đặc biệt là CTR là một cổ phiếu mà liên quan đến xây dựng đấy, nhất là trong năm nay thì Viettel đang triển khai rất nhiều các gói hạ tầng liên quan đến 5G, thì CTR công trình của Viettel thì là một trong những đơn vị thi công chính của những dự án như vậy, và họ sẽ được lợi chính luôn, đơn giá thì cao cộng với lại việc mà kỹ thuật thi công của họ thì cũng thuộc loại tốt, cũng chẳng thua kém gì có thi công mấy đâu trong lĩnh vực hạ tầng này. Đấy. Mình vẫn thấy là CTR đoạn này chuyển sang sàn HOSE nữa, thì quỹ ngoại họ mua vào rất nhiều. Đoạn trước thì họ ở sàn Upcom thì các quỹ họ không mua được mà. Đấy, thì thành ra là giai đoạn này khi mà họ chuyển sang sàn HOSE thì rất nhiều các quỹ họ mua gom vào và đẩy cho cái tỷ giá của công trình Viettel tăng mạnh. Tuy nhiên cái điểm cố hữu của CTR đó chính là cái việc mà họ trích lập dự phòng khá cao, nên thành ra cái lợi nhuận bị ẩn đi khá nhiều đấy. Nó khá giống với FPT. Đấy. BNG hôm nay thì cũng có những nhịp điều chỉnh, và cây này thì khả năng nó sẽ quay lại test lại cái vùng khoảng đỉnh cũ này nhé, thì ai yêu thích cổ phiếu liên quan đến BNG thì cũng có thể canh ở cái vùng giá 112 này khá đẹp.
Ok chưa? À, bên cạnh đó thì cổ phiếu VTP cũng là thuộc dòng bưu chính Viettel. Thì các bạn đều biết đấy, đợt này thì có một cái sóng gọi là sóng IPO một số các doanh nghiệp liên quan đến giao hàng tiết kiệm. Giao hàng tiết kiệm lên sàn chứng khoán và được định giá là 1 tỷ đô. Đấy, trong khi vốn so sánh giữa thực lực của bưu chính Viettel và giao hàng tiết kiệm ấy, mình đánh giá là cái sự chênh lệch nó không quá nhiều đâu. Đấy, Viettel họ cũng là một trong những đơn vị mà làm về lĩnh vực bưu chính giao nhận cũng từ lâu rồi. Đấy, hiện tại thì họ chuyển sang quản trị bằng app, thành ra là cũng cần thời gian để thích nghi. Đấy, giai đoạn này thì họ cũng mở rộng rất nhiều những cái lĩnh vực đấy, liên quan đến giao nhận, đấy, cả liên quan đến những cái shop online giao những cái vật phẩm ấy. Đấy, họ cũng mở rộng cả chi nhánh những cái gọi là trạm giao nhận. Đấy, và dần dần thì Viettel nó cũng sẽ phủ sóng khá nhiều các tỉnh thành. Hiện tại thì vốn hóa ở trên thị trường của VTP nó chỉ khoảng 8.700 tỷ. Đấy, thì về thực lực cũng như là về những cái đánh giá, định giá của VTP và cho tiết kiệm mình đánh giá nó không thua kém nhiều. Vì thế thì VTP hoàn toàn có thể là đạt được 15.000 tỷ định giá nếu mà do tiết kiệm đạt được 1 tỷ đô ấy. Đấy, thì upside của VTP nó sẽ phải khoảng 30 đến 40% nữa, thì các bạn có thể canh những cái nhịp mà nó điều chỉnh. Đấy, canh những nhịp nó điều chỉnh về giá khoảng 80 mua vào, yên tâm thì kiểu gì nó sẽ về được vùng khoảng ít nhất là 90 đến 100. Đấy, đây là theo dòng tiền. Đấy, theo sóng IPO VGI là cổ phiếu cũng tăng khá tốt, đáng lưu ý. Tuy nhiên thì VGI nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái việc mà Myanmar, nội tại Myanmar bất ổn ấy. Đấy, thành ra là VGI cũng sẽ bị ảnh hưởng. Về nhóm đầu tư công thì mình đang thấy là nhóm này đang giữ tiền khá tốt, nó không có nhiều cái biến động trong cái trị giá của cổ phiếu. Những cổ phiếu như C4G chắc như tiền bao chân này thì mua khá là yên tâm, cả nhà cả khi mà thị trường rung lắc này nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đấy, hay là cổ phiếu FCN cũng đang ở trong một xu hướng khá khỏe. Tuy nhiên thì để mà lựa chọn thì mình vẫn lựa chọn C4G bởi tính ổn định cũng như là những cái dư địa của nó. Này, CTD thì hôm nay có một cái phiên tưởng như break cùng bị chốt ở cái vùng đỉnh này, là vùng này của nó là bị kẹp hàng khá nhiều, vùng cản khá là nhiều ấy. Thì sẽ cần những cái gọi là timeline để tích lũy lại. Đấy, hôm nay thì cũng có một vài những cái tin nó không được tốt lắm cho CTD, nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ là đoạn này CTD khá khỏe thì mình cũng sẽ cho CTD vào cái list quý 2 này. Đấy, để bạn có thể theo dõi nhé, vì nó đang ở điểm mua khá đẹp, thì mình sẽ mở mua mới cho các bạn vùng giá 99, target khoảng 110. Đấy, ok nhé. Các cổ phiếu về xây dựng thì hôm nay những cổ phiếu mà bị dòng tiền đầu cơ cao thì hôm nay bị rũ khá mạnh, ví dụ như là DG nay có một phiên sát sàn. Đấy, thì mình cũng bảo các bạn là khi mà nó ra rất nhiều tin tốt nhưng mà lại không đánh được lên ấy, thì thành ra là nó sẽ phải rũ xuống, tức là tin tốt nhưng mà không có độ động lực đi lên, tức là tiền to họ cũng sẽ phải đánh xuống để họ gom lại hàng. Đấy, lấy lực mà đánh lên thôi. Thì đoạn này các bạn với những cổ phiếu như DG thì các bạn không phải lo lắng, chờ nó chỉnh khoảng 2-3 phiên giống kiểu phiên này, này chẳng hạn. Đấy, phiên tháng 3, đấy, 8 tháng 3 này thì các bạn có thể gom lại những vùng này. Đoạn này thì kiểu như lãnh đạo họ gom hàng, họ phải đánh xuống, họ đánh xuống vùng 39 và họ gom. Thì đoạn này mình nghĩ là nó sẽ cũng đánh xuống để những cái quỹ họ lấy lực họ đánh lên tiếp. DG thực ra câu chuyện của nó dài trong suốt năm 2022 này, chứ không phải là ngày 1 ngày 2, thì các bạn cứ yên tâm. Đấy, những cổ phiếu như TNH thì đang tích lũy, các bạn cũng sẽ không vấn đề gì với giai đoạn này. Đặc biệt hôm nay thì nhóm ngành chứng khoán cũng là một trong những nhóm ngành mà có sự trỗi dậy khá mạnh. Đấy, những cổ phiếu như VND này tăng trần, đây là cổ phiếu đầu ngành luôn, tuy nhiên là bay mà phi khỏi gap như này, mở gap như này thì cả năm mai sẽ lấp gap là chuyện rất là cao, thì xác suất là cao hoặc là một vài phiên nữa nó sẽ quay lại lấp gap. Đoạn này thì mình thấy là VND này, FTS thì uy tín hơn. Đoạn này tích lũy đúng ba ba đáy luôn.
và hiện tại những cái cây von đi lên ấy, nó rất là uy tín, nó hấp thụ mọi cái rào cản. Thế vào đó lựa FTS ấy, nó cũng sẽ có rổ tự doanh rất là tốt, như May Sông Hồng nó nằm trong rổ tự doanh của FTS đấy, thị phần môi giới thì rất là tốt đấy, vẫn giữ vững khi mà giai đoạn này rất nhiều các công ty mới họ lên sàn, rất nhiều các công ty chứng khoán mới họ mở mở ra và dần dần đánh chiếm những cái thị phần có sẵn của những công ty cũ đấy. FTS thì vẫn giữ được nguyên thị phần. Còn với giai đoạn này thì FTS cũng có game chia thưởng bằng cổ phiếu phát hành riêng ấy. Lâu lắm rồi thì FTS mới có một cái game phát hành, và mình đánh giá là nếu mà phát hành thì nó khá là cô đặc để mà đánh, để mà nâng cái tầm thị giá lên, tức là những cái quỹ họ vào họ mua để đấy, họ hưởng những cái cổ tức các thứ cũng sẽ nhiều lên. Đấy, những cái cây đánh này khá là uy tín thì các bạn cũng có thể canh được FTS. Hôm nay nó mới vượt đỉnh thôi. Đấy. Chờ mai test lại vùng 59 này mua và target là đỉnh cũ nhé. FTS này mình đánh giá là khá khỏe, khỏe so với lại dòng chứng. Đấy, hôm nay cái phiên ngày hôm nọ đánh giá là nó đã quay trở lại trên tăng rồi, và nó chỉ là một cái nhịp thứ hai này để nó test lại cái phần cung thôi. Thì bạn có thể mua được FTS nhé, canh vùng giá 59. Ok chưa? Đấy, thì phiên ngày hôm nay thì mình cũng sẽ review ngắn gọn như vậy thôi. Để chúc mọi người có một buổi tối mùng 4 tháng 4 2022 thật nhiều niềm vui. Và ngày mai ngày mùng 5 tháng 4 2022 thì nếu mà anh chị em mua theo giỏ cổ phiếu mình khuyến nghị cũng sẽ đạt kết quả cao. Chào mọi người, chúc mọi người thật nhiều thành công trong phiên ngày mai nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh của mình để thường xuyên theo dõi các clip review của mình nhé.